Mình xin chào cả nhà cô chú anh chị em nha. Hôm nay mình sẽ làm món giò hay là có một củ khoai lang tây với một chút xíu cà rốt với bốn miếng mì căng nha, bốn ống mì căng nè, bốn cọng ống. Cái này mì căng mình mua ngoài chợ, cái này tàu hũ, ba miếng tàu hũ. Rồi gia vị thì mình làm tới đâu mình chia sẻ tới đó. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ sắc mì căng ra, mình ướp. Bây giờ mình sắc khoai lang tây nha. Bây giờ mình sắc xong hết rồi. Bây giờ mình cho vào đây một muỗng đường, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột nêm. Sáu muỗng cà phê nước tương. Một muỗng cà phê tiêu nha các bạn. Sốt tiêu đen. Này chai mặn đều dùng được. Cho vào đây hơn nửa muỗng bột xá xíu. Mình cho vào đây một chút xíu dầu mè. Dầu mè thơm nha. Mình cho vào đây một miếng dầu hào. Ở một muỗng cà phê dầu hào. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình cho vào đây một miếng tỏi. Một muỗng cà phê tỏi nha. Muỗng cà phê tỏi. Mình trộn đều lên. Món này mình làm để mình ăn cơm. Rồi mình ốp đây khoảng chừng 15 phút cho nó thấm nha. Rồi mình sẽ quay lại. Sau thời gian được mười mấy phút rồi đó các bạn. Mình ướp mười mấy phút rồi, bây giờ mình sẽ bắt chảo rồi mình chiên. Còn đây mình có ngâm thêm mấy nấm đâm cô tơ khô rồi các bạn. Bây giờ mình xả lại cho sạch. Mình bắt cái chảo rồi, bây giờ chảo nóng mình cho dầu vào nha. Cho dầu vô mình chia cho mình chiên. Bây giờ dầu nóng mình bỏ phai vào mình chiên.
nãy mấy cái này là mì căng nè các bạn. Bây giờ ở đây là nấm đông cô các bạn, các bạn ngâm xong xả ra cho sạch, bắt một miếng nước lên cho vô luộc, luộc khoảng chừng 15 phút nha, cho vào miếng gừng. Rồi mình luộc xong mình lấy ra mình để nguội, bây giờ mình sẽ chiên luôn nha. Mình phải luộc cho nó mềm vậy là mình ăn nó mới ngon. Bỏ vô miếng gừng, có sả bỏ vô miếng cũng được. Còn không có gừng không cũng được, hoặc là góc hành, góc ngò gì cũng được hết. Cái này vàng rồi mình sẽ vớt ra. Mình chiên vậy cái nấm của mình nó thơm. Mà mình hầm làm mình giả cái này là món mặn, nhưng mà mình làm sẽ là mình tái chế ra là món chay. Cái này là giò heo nấu nấm đông cô nè. Nhưng mà mình lắm sẽ làm món chay nên mình lấy cái mì căng mình sắc cục bự như cục giò heo vậy. Bây giờ mình chiên nó vàng nó thơm rồi nè các bạn. Thơm lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ vớt ra luôn nha. Bây giờ mình đã đổ bớt dầu ra rồi. Bây giờ mình cho hành vào. Mình cho vào miếng tỏi luôn. Giờ hành tỏi nó dậy mùi thơm đã vàng rồi, mình cho cái nước ớt này nãy rồi nè bạn. Ớt nước phay tây rồi đó. Nó ra cái nước hồi nãy mình vớt cái khô lên mình chiên còn chừa là cái nước nè. Giờ mình làm nước sốt nè. Mình cho vào đây một muỗng canh. Muỗng canh chung tương ớt. Hai muỗng nước tương. Một chút xíu nữa muỗng dầu hào nha. Cho vào chút xíu hạt điều dầu. Màu điều á. Mình cho vào đây nửa chén nước. Mình không cần phải chờ cho nó sôi mình mới bỏ vô nha. Cho nguyên liệu bây giờ mình cho vào luôn nè. Không cần sôi đâu. Cái này các bạn có thể là mình ăn với bánh mì, mình ăn với cơm. Đơn giản vậy thôi. Mình cho vào đây một muỗng cà phê đường. Tại nước tương nó cũng mặn các bạn, là tương ớt nó cũng mặn. Nên mình dằn thêm một muỗng cà phê đường. Đó, bây giờ mình cứ để gì mình hầm cho nó khô lại, nó khô đặc lại. Nó xanh sánh lại. Giờ món ăn của mình sệt sệt này và các bạn thấy ngon hấp dẫn không? Món này chắc mình nghĩ chưa ai nấu qua quá. Tại hôm đó mình đi vô mình nhà nhỏ bạn chơi á, rồi thấy nó nấu giò heo vàng. Nên mình suy nghĩ là mình sẽ biến tấu ra thành món chay. Cái này ăn cái nước sốt này chấm bánh mì ngon lắm nha. Mình cho lá hẹ vào, cho vài cọng ớt. Bây giờ mình sẽ cho ra cái dĩa nha. Cái dĩa mình đã sắp xà lách ở dưới rồi. Trời ngon quá. Ngày ăn bánh mì, ăn cơm gì cũng hấp dẫn. Phai lăn tay ngon lắm nha. Nó dẻo thiệt là dẻo luôn.
Cái nước này ngon lắm. Ngon lắm nha cả nhà. Nó vừa ăn nó mặn mặn, nó ngọt ngọt. Cái này chấm bánh mì là ăn hết sảy luôn. Rồi, món ăn của mình đơn giản vậy thôi. Đơn giản mà ngon miệng nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà ngon miệng với món giò heo nấu nấm đông cô. Món mặn mình làm phiên bản chay nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe.